Vâng, em xin kính chào tất cả quý anh chị và bạn quay trở lại kênh mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng. Thì ngày hôm nay Mạnh Chiều em tiếp tục lại lên sóng những cái sản phẩm cực kỳ lướt, cực kỳ chất muốn gửi đến quý anh chị và bạn. Vâng, và để không phải để quý anh chị chờ lâu nữa thì ngay sau đây em xin giới thiệu một cái sản phẩm. Nếu mà những ai mà yêu về những cái chất xe nhập khẩu thì hẳn là một chiếc Honda CR-V quý anh chị không thể bỏ qua rồi, đúng không ạ? Thì với chiếc xe ở trên chiếc màn ảnh nhỏ của anh chị đây đang là một chiếc Honda CR-V phiên bản G, bản giữa, sản xuất là năm 2020, nhập khẩu Thái Lan. Thì đây là những chiếc xe đời chót nhập khẩu cuối cùng của CR-V, thay vì những cái đời bây giờ nó là lắp ráp trong nước của anh chị nhé. Thì mang gam màu chủ đạo là màu trắng và nội thất đen, một những cam màu mà có nhiều khách hàng lựa chọn nhất, nó dễ dàng đi, này, màu sắc là trung tính. Thì quý anh chị và bạn cùng trải nghiệm với em một chiếc xe và mới lăn bánh được có 1.700.000 km, cực kỳ là mới luôn ạ. Ở trên những chiếc xe Honda CR-V thì quý anh chị để ý cho em nhé. Với phiên bản G này thì nó sẽ đèn nó là đèn LED và có LED daylight định vị ban ngày. Quý anh chị để ý cho em này. Mặt ca lăng được mạ chrome cao cấp rất là sáng. Tiếp đến là phần la răng. La răng thì hợp kim. Thiết kế kiểu cách cực kỳ đẹp và size nó là 18 inch. Kết hợp với đó là vỏ lốp Michelin nhá. Quý anh chị đi cái lốp Michelin thì quý anh chị được thêm là cái sự êm ái, sự thay vì là chất xe nó đã chắc chắn, có những cái dòng xe nhập rồi, khung vỏ chắc chắn rồi, cách âm chống ồn khá là tốt. Thêm vào đó bộ Michelin theo xe này thì quý anh chị có thể là có những cái cảm nhận và trải nghiệm cực kỳ tốt khi mua những cái chiếc xe Honda CR-V này. Một chiếc xe 5+2 gia đình cực kỳ là được thị trường yêu thích vì cái sự bền bỉ cũng như là công nghệ, rồi là khoang ngồi, các mọi thứ nó kết hợp nên tạo nên một CR-V cũng là một cái thị trường có rất nhiều khách hàng. Quý anh chị cùng em trải nghiệm và trải nghiệm một chiếc trải nghiệm cho em. Xe thì em vừa lấy về thôi nên là tất cả những cái đồ nội thất bên trong xe vẫn còn nguyên zin nguyên bản nhé. Đấy, quý anh chị để ý cho em bạt theo xe, rồi là tất cả những cái phần nhựa, phần nội thất theo xe còn rất là mới, không có một vết xước nào cả. Chủ xe đi cực kỳ là dễ giữ gìn thôi, thì người ta cũng di chuyển ít thôi mà. Về những cái phần sơn si chất lượng xe thì bên em đã qua đánh giá kiểm tra kiểm định, chiếc xe này sơn zin nó gần như 100% thôi. Từ nội thất ngoại thất còn cực kỳ là mới và led nhé. Thì nếu mà quý anh chị mà muốn trải nghiệm một cách nào nó dễ hàng hơn thì hãy đến với trực tiếp với cửa hàng em thì để xem được cái độ chất, độ mới có đúng như lời em nói hay không. Đấy, quý anh chị nhìn lại toàn bộ phần bên ngoài xe nhé. Tiếp đến thì ở phần phía trong xe, phần da theo xe còn là nguyên bản và cực kỳ là mới quý anh chị nhé. Cực kỳ là mới luôn, da theo xe nguyên bản. Từ những cái táp ly cửa đi vào quý anh chị đấy em, đến những phần da nội thất bên trong theo xe từ lúc mới mua về. Đấy quý anh chị đấy nhá. Xe được thiết kế thêm là cửa gió hàng ghế thứ hai, giúp cho khoang ngồi sau có những cái độ mát nhất định, nhanh hơn và lạnh hơn. Với những cái xuất xe như thế này thì hơn 10.000 thì tất cả nó sẽ là như mới nhá. Và đặc biệt trên những chiếc Honda CR-V thì trang bị những cái viền vân gỗ từ những cái loài táp ly cửa đi vào, tạo những cái độ sang trọng nhất định cho một chiếc xe. Phần khoang lái thì cũng cực kỳ là chất và mới. Vô lăng cần số quý anh chị để cho em. Đấy, có cruise control, ga tự động, đề lộ start stop, rồi là chế độ lái eco, phanh tay điện tử auto hold, brake hold. Kìa là ok nhá. Xe thì được kết hợp thêm cam hành trình đây quý anh chị này. Rất là tiện lợi thì quý anh chị đỡ phải trang bị. Xe này thì nếu mà ai thích thì có thể đậu thêm một cái vài bộ thảm thôi. Bộ thảm chân, rồi là nếu mà thích lên cái mặt hình mà nó có nhiều công nghệ, có nhiều tính năng thì độ thêm mặt hình cũng được. Nhưng theo em nghĩ thì cũng không cần thiết lắm. Đấy là tùy mỗi gia đình có một cách sử dụng. Đi tiếp với em về phần máy của xe nhá. Máy của Honda CR-V là 1.5 turbo. Tất cả các xe đời bây giờ đều là như vậy. 1.5 turbo đi rất là tiện ở trong phố cũng như là đi cao tốc. Nó rất là thoải mái. Và đặc biệt là ở Honda thì tất cả những con ốc đều được dành dấu sơn từ nhà máy. Thế nên là khi kiểm tra những chiếc xe này thì cực kỳ là dễ dàng cho quý anh chị có thể là tận mắt nhìn thấy được dấu sơn còn nguyên zin nguyên bản. Như nhà em đây thì đã cam kết cho quý anh chị các bạn là máy móc hộp số nguyên bản này, không đâm va ngập nước. Tất cả mọi thứ là zin và km cũng là chuẩn. Thì nếu mà quý anh chị có không yên tâm thì có thể là nhờ anh em thợ hoặc là đi ra những cái hãng Honda để có thể là check xem chiếc xe này có thực sự là chất, có thực sự là đẹp để quý anh chị bỏ đồng tiền ra mua không nhá. Thì với giá em đang chào bán với chiếc Honda CR-V này là 1.015.000.000 đồng và có những cái giá thương lượng cực kỳ là tốt khi xem xe tại cửa hàng.
thì quý anh chị đừng ngại, hãy liên hệ với em. Mạnh Chiều em xin phép có những cái giá tốt nhất tại cửa hàng hoặc là qua trao đổi trực tiếp. Hỗ trợ cho quý anh chị về banh đến 70% giá trị xe, cũng như là tất cả mọi chi phí rút hồ sơ sang tên đội trụ. Thì trước khi kết thúc video thì em xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn mọi người ạ.